Kêu mấy bạn nam khách quý cái nồi cạnh khỏi luôn. Thôi riêng cơ. Thôi riêng. Mình vào trong ăn cơm với gia đình phải không? Cái này canh súp nè. Là mình dọn ra hai mâm nữa anh. Hai mâm bước ra hai tô đi rồi sườn là sườn gam nữa. Nên nó có nhặt tiếp đó mà nó chuyện không ăn sao hết. Giờ này nhặt lên nhắc tiếp nha, rồi xong rồi. Tâm rất là nhiệt tình. Dạ hôm nay không có ăn thương dừa, ăn thương dừa. Rồi ok em, ok. Rồi lên cho coi lại là khoái luôn. Ê đừng có té ra gớt cái phone. Đi vô đi vô. Xin chú không? Có luôn, xin chú.